Ngọc Diệp mến chào cả nhà. Hôm nay Ngọc Diệp hát cho cả nhà nghe thể điệu Lý Son Sắc có tựa đề là Duyên Tình Bến Tre, thơ Lưu Quý Hiền, chuyển thể Hoài Phong. Bài hát này Ngọc Diệp mến tặng cho chị Lưu Quý Hiền và anh Hoài Phong. Em mến chúc anh chị nhiều sức khỏe ạ. Nếu cả nhà thấy hay, hãy cho Ngọc Diệp xin một like, một subscribe và chia sẻ ủng hộ Ngọc Diệp ạ. Ngọc Diệp xin chân thành cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.